Xin chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận thi đấu tranh giải ba bóng chuyền Hậu Gia Nam học sinh khối 11 trường Trung học phổ thông BGTN Hà Nam chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019. Như vậy là sau ba vòng thi đấu thì hiện nay đã chọn ra được các cặp thi đấu tranh giải ba và các cặp thi đấu trận chung kết. Hiện nay thì tranh giải ba trên sân gồm có hai lớp là lớp 11A2 và lớp 11A4. Trọng tài Nguyễn Xuân Cường, thầy Nguyễn Xuân Cường, phó bí thư đoàn trường, giáo viên công nghệ trọng tài trận đấu này đang cho hai đội làm thủ tục thi đấu. Mười một đã hai phát bóng. Kể cả nó lém lên sang như này, nó tay này nó điểm số đầu tiên nó trở về 1-2. Nhiên nhiên đang nhảy lên cái hai xuống cái bóng trong sân nó là 4 nó giành điểm. Bóng rơi từ ba trong sân. Hình như có vẻ như lớp 11A4 hiện nay các vị trí trên sân đã tương đối mệt mỏi rồi mà, cho nên không tập trung. Chính vậy mà bóng vừa rồi tình huống bóng rơi tự do, không có vận động viên nào chú ý để quan sát đường bóng vừa rồi. 11A2 đưa được phát bóng không qua lưới. Điểm số thuộc về 11A4. Đập bóng không qua lưới. 11A4 tiếp tục giành điểm số. Pha xử lý công bộ rất lung túng của 11A2 vừa rồi. Bóng vẫn đang ngoài sân. Hai đội sau những trận thi đấu căng thẳng hiện nay nó có vẻ khá mệt mỏi và không tập trung. Chính vì vậy mà các vị trí cũng như là tâm lý thi đấu của các anh em tương đối rất dày dặn. Tiếp tục không qua lưới, liên tiếp những pha phát bóng không qua lưới của hai bên. 11A4 phát bóng, phát bóng an toàn. Vừa rồi là sự không hiểu nhau giữa các vận động viên của 11A4, hai vận động viên đã tranh nhau và bóng đã ra ngoài sân. 11A2 giành quyền phát bóng. Văn Hưng vừa rồi đã nhảy lên đập bóng nhưng mà bóng nó không qua lưới. Rất thiếu cảm giác vừa rồi là những pha đượt bóng và lỗi vị trí của 11A4. Tuy nhiên trọng tài Xuân Cường đã bắt lỗi chạm lưới của lớp 11A2. 11A4 đã giành điểm và quyền phát bóng. Bóng ra ngoài sân. Hãy
hai chạm, bóng hai chạm. Vừa rồi trọng tài Xuân Cường đã bắt lỗi hai chạm của 11-2. Thứ một khá tốt, không được rồi. Pha xử lý bước 1 của 11-2 vừa rồi đã không được tốt, chính vì vậy mà bóng đã ra ngoài sân. 11-4 đã giành được quyền phát bóng. Lại một pha phát bóng ra ngoài. Sau khi giành được quyền phát bóng thì 11-4 đã phát bóng ra ngoài. Pha đẩy bóng khá tốt. 11-4 hiện nay sau pha đẩy bóng vừa rồi thì không có tay chắn và vị trí libero không đỡ được quả pha bóng được rồi. 11-2 tiếp tục giành điểm số. Bóng rơi tự do. Các vận động viên của 11-2 vừa rồi đã nhìn bóng rơi tự do và không hiểu ý của nhau. 11-4 giành điểm số với quyền phát bóng. Không được. Và bật nhảy chậm hơn bóng rất nhiều. Chính vì vậy mà bóng đã xuống khá sâu nên đập bóng đã không qua lưới. Rất tốt. Vừa rồi là pha bò nhỏ tương đối tỉnh táo của 11-4 đã khiến cho các vận động viên 11-2 lúng túng. Không được, đập bóng không qua lưới. Sang chân rồi, trọng tài Xuân Cường đã bắt lỗi sang sân, chân sang sân bị thương. Hai đội đổi sân. Như vậy là hai đội đã đi được một nửa set của thi đấu, còn một nửa set cuối cùng nữa hai đội đổi sân. Xin nhắc lại là thể thức thi đấu của tất cả các trận thi đấu từ vòng loại cho đến trận chung kết trong các giải bóng chuyền của trường trung học phổ thông BGTN nhiều năm qua thì đều chỉ diễn ra với một set đấu 31 điểm. Vừa rồi điểm số đã thuộc về lớp 11-4. Bóng ra ngoài, phát bóng quá mạnh. Không được. Văn Hưng vừa rồi đã nhảy lên đập bóng, tuy nhiên thì bóng nó không qua lưới. Trên bóng vừa rồi rất khó, đã đặt chủ công của 11-4 vào tình thế rất khó khăn. Vẫn là pha đập bóng không qua lưới. Bóng xuống rất sâu rồi, các vận động viên mới nhảy bật, chính vì vậy mà bóng không được qua lưới được. Nỗ lực cứu bóng, 12-1-2 rồi đã rất nỗ lực cứu bóng. Bóng ngoài sân. 11-2 phát bóng. Vẫn là những pha chuyền hai rất khó khăn của 11-4. Phát bóng ra ngoài sân. 11-4 đã giành được điểm số và quyền phát bóng. Rất tốt. Vừa rồi pha bỏ nhỏ khiến cho các vận động viên của 11-2 bị giật mình đẩy vào nước ngoài.
chắn bóng tốt. Chúng ta Trấn Cường đã cho mình một A4 ghi điểm. Không được. Những pha chuyền hai của MU4 tương đối khó khăn và thường đặt cho chủ công MU4 vào tình thế cực kỳ khó xử lý. Pha đập bóng vào phía góc xa của sân. Vừa rồi là Văn Hưng đã đập bóng một pha bóng tương đối uy lực vào phía góc xa. Ghi điểm cho 11 A4. Được rồi, phát chuyền điểm. Ăn điểm trực tiếp. Vừa rồi là lỗi vị trí của lớp 11 A2. Đây là giải bóng đá học sinh, chính vì vậy mà những kỹ thuật bóng chuyền chưa được hoàn thiện, cho nên các thầy giáo trong quá trình bắt trọng tài đã bỏ qua rất nhiều lỗi, một số cái lỗi tương đối nhỏ do học sinh không được thực hiện thường xuyên, chính vì thế mà sẽ được không bị bắt lỗi trong những trận thi đấu như này. Không được rồi, ta chuyền hai vừa rồi cực khó. Lỗi bước 1 của 11 A4. Các đội xử lý bước 1 hiện nay tương đối là khó khăn, mặc dù những pha phát bóng không hề khó trong sân. Vừa rồi là pha đẩy bóng trong sân của Văn Hưng. Pha đá bóng không qua lưới của MU đang bật. Bóng rơi trong sân. Vừa rồi các vị trí của MU đá 4 đã dồn hết lên phía nửa sân phía trên, chính vì vậy mà cảm khoảng trống phía dưới rất rộng đã bị khai thác. Ghi điểm cho MU đá 2. Lại tiếp tục vào lỗi vị trí. Mười một đá bốn thường xuyên mắc lỗi vị trí, các vị trí sân đã đứng không đúng vị trí của mình. Phát bóng ra ngoài sân, rất đáng tiếc. Đây đã là những điểm số cuối cùng của set thi đấu, chính vì vậy mà đội nào không chắt chiu được những cơ hội thì rất dễ bị thua. Vừa rồi tiếp tục là một pha đập bóng không qua lưới. Điểm tiếp theo đã trở về 11 A4. Hai đội thi đấu có vẻ đã xuống tinh thần trông thấy. Những pha bóng và những phối hợp với nhau tương đối là rời rạc. Vừa rồi 11 A4 đã phát bóng khi chưa có tiếng còi trọng tài. 22 24. Bóng ngoài sân. Như vậy thì hai đội 11 A2 đã giành chiến thắng. Như vậy thì chỉ đánh set 25, trận thứ 3 chỉ đánh set 25, 11 A2 đã giành giải 3.